rồi, rồi những cái giống trước mình thả là nó có được gì không? Không có đó. Cái nào cũng chạy được điều tiêu chứ. Bỏ con bé, đừng có đập tay. Xã Bình Minh, ảnh đang nuôi thu tôm thẻ thích nghi cao của Bình Minh nha. Quên nói em quên hỏi cái vấn đề mà vô chộm nó anh thả khoảng bao nhiêu ngày thấy mới vô chộm dữ? Khoảng 26-27 ngày nó vô à? Là từ lúc thả ra 26-27 ngày là nó mới vô chộm phải không? Nó không có giống như những cái dòng tôm khác mà vô sớm hả? Thì đó hả? Mà lúc nào nó vô được nhiều? Đầu nó có vô đâu? Mà lúc mà mới thả thấy hồi hộp không? Cái gì lưu ý ngay cái dòng thẻ của mình á, khi mình dòng thẻ thích nghi cao của mình á, quý vị mà gây tảo thức ăn tự nhiên trong ao mà trước khi thả tốt á, nó khoảng từ 20 cho đến 25 ngày tôm mình nó mới vô chộm. Và khi mà nó vô chộm được giống như anh Dữ chia sẻ là nó vô nhiều luôn ha anh. Nhiều luôn. Cái khâu này quan trọng là mình xử lý nước ban đầu không anh Dữ? Để nó đạt hay không không? Xử lý nước cho nó kỹ. Cái này là cái lúc mình có dèo quá gì không anh? Không, thả không? Là mình bơm nước lên rồi xử lý ao hay sao? Xử lý rồi thả. Có nghĩa là lúc mình phơi ao rồi có quýnh vô đá cái gì không? Có, dễ rồi. Dễ vô đá mà ha. Rồi diện tích 5 công là anh quýnh mấy bao vô đá? 3 bao. Rồi phi sẵn phải không? Phi sẵn. Rồi quýnh vô đá xong rồi lấy nước lên hả? Lấy nước lên với cửa động. Từ lúc mình bơm nước lên tới cải tạo ao là nó khoảng mấy ngày? Thế thả hả? 10 ngày à. 10 ngày hả? Lúc thả là cái màu nước đẹp không? Thấy cái màu nước này hiện tại nó cũng đẹp này. Rồi anh thả là thả thẻ mà là thả thẳng luôn ha. Lúc thả là cái độ mặn mình có không? Nước ngọt hoàn toàn. Nước ngọt ngay ha, là lúc đó là thẻ là 5 ngàn không? 50 ngàn. Cái diện tích này là mình thả hổm đầu bao nhiêu giống anh thẻ? 60 thiên ha. Rồi càng của mình là anh sang vô nhiêu? Càng này thả lóng luôn. Thả lóng hả? Rồi bao nhiêu ký lóng? 100 kg lóng hả? Hồi đó thời điểm đó là lóng trong càng mình là bao nhiêu con ký? Khoảng hả? Nó bự rồi. Khoảng 30-40 con ký không? Trong càng ha. Rồi thẻ này sao bữa nay đặt? Nó có bị gì không? Không, sợ càng quá rồi đặt luôn. Sợ càng nó ăn heo đặt phải không? Chứ nó còn đang ăn xào xào phải không? Ăn xào xào bình thường. Ủa, cử nó ăn được mấy ký à? Nè, hết luôn, ăn 4 ký à. Cử 4 ký nè. Vì anh thấy cái dòng tôm thẻ này là hiện tại là nó lớn so với những cái dòng trước anh nuôi làm sao anh giữ? Tốc độ nó cũng lớn hơn mấy khác à. Nó khác mà nó có bệnh tật gì trong quá trình nuôi không? Đó, giờ chưa thấy bệnh hoạn gì đâu. Tôm này ha. Ừ, mà nghe nói là anh nuôi cái bầy nữa đó là mấy bầy rồi? Là thứ 5 rồi. 5 bầy rồi đó hả? Đây là giống của công ty Bình Minh đúng không? Này Bình Minh à. Cái dòng tôm thẻ mà cái dòng mới giờ đó phải không anh? Thích nghi cao phải không? Là 5-7 là chưa có bầy nào có gì trâu phải không? Chưa có gãy phải không? Vậy đó. Để nó không có gì, không biết không có gì là gì nữa. Là cái bầy này được nhiêu ngày hả anh Dữ? Này thả bữa 24 nè. 24 là bữa nay 28 rồi. Là 64 ngày hả anh? 64 ngày. Này là cái ao của anh, diện tích nó chỉ có 5 ngàn hả anh? Trên 150 không anh? Ba giỏ này nè. Ba giỏ này hết rồi, 150 à. Vậy đó ha. Quá nổi không bé? Chừng nó đâm tay nha con. Nhưng mình nuôi ghép với càng mà tỷ lệ này thấy nó cũng đạt không anh Dữ? Là ngon rồi đó chứ trời. Là ngon đó hả? Rồi, rồi những cái giống trước mình thả là nó có được gì không? Không, không đó. Không được gì không? Quá trời luôn à. 150 ngày coi. Ba giỏ hả anh? Ba giỏ này gạo chưa? Gạo chưa? 150 ký là khỏe rồi ha. Cử này 150 là ngon rồi. Ao này không thả như 30 ngàn hả? Ao là 30, ao khoảng 30. Vậy là còn ao bên kia nữa không? Còn ao nữa. Ao nữa mà cũng lớn gì đâu hả? Ao này ao bánh lớn hơn hả? Quá trời đã cái gì.
Anh nói là này anh cũng chia sẻ thiệt luôn. Anh nói là ở đây bây giờ là ta thả những cái giống khác á, mà bây giờ mà ghép với tâm càng mà kiếm 100 kg làm hình rồi đó, không giờ đổ cử 150 rồi đó. Phải không? Phải không? Cho nên là quý vị nếu mà ai mà nuôi những cái dòng tôm thẻ trước giờ mình thấy không hiệu quả thì nên đổi thử qua cái dòng tôm thích nghi cao của Bình Minh nha. Mọi chi tiết thì liên hệ lên cái trang tôm giao hóa Bình Minh à, hoặc là ở đây có gần chỗ anh Dữ thì cứ liên hệ với anh Dữ để xem những hình ảnh thực tế. Rồi, hy vọng là vụ tới anh giới thiệu cho bà con mình thả dòng thẻ này nhiều nha. Rồi cảm ơn anh. Ta nuôi giỏi.